tên tiêu biểu xa chứ đúng không? Vâng. Đây là Đài Loan và Mạnh Tân. Giới thiệu bài hát, bài
để tái hiện lại mùa xuân trên đất nước đầy ngọt ngào ấm áp. Xin mời quý vị và nhân dân thưởng thức điệu múa đầy huyền truyền và đầy nội lực của các vũ công trong đội văn nghệ thôn Ba Hàng với bài Bước Tranh Xuân. Xin trân trọng kính mời. Đại biểu và toàn thể nhân dân đứng lên làm lễ chào mừng.
mời các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng bà con tham dự. Dân xã Xuân Giang đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện kế hoạch Nguyên tịch số 13 ngày 23 tháng 11.
lên tặng bó hoa cho thôn bản. Và chỉ đạo phát động thi đua và hưởng ứng thi đua ngày năm 2024, phát biểu và cảm ơn kết thúc chương trình. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng ban mặt trận thôn Ba Hàm, lên đọc diễn văn kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin phép hội nghị, tôi xin được đọc bài tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và đại kính thưa hội nghị, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi, là đại đoàn kết toàn dân tộc, là đường lối chiến lược, là cốt, là cội nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Cách đây 93 năm, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Hội Phản đế Đồng Minh hình thức tổ chức đầu tiên của sự phát triển phong trào toàn dân yêu nước của nhân dân ta trong suốt cuộc đấu tranh chống thực dân đô hộ và bè lũ tay sai,
theo thời gian, với các phương thức hoạt động, với nhiều hình thức tổ chức và các tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng và có những năm qua các thời kỳ lịch sử. Cách đây, gần đây, gần 93 năm qua thực hiện xuyên suốt và nhất quán chiến kết dân tộc phù hợp với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng. Trong chặng đường lịch sử về với vẻ vang 93 năm từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, xây dựng và phát triển địa phương. Đến nay, trải qua 20 kỳ đại hội ở những thời điểm khác nhau của lịch sử, với không ít thuận lợi, thách thức đặt ra từ bối cảnh tình hình của thế giới, khu vực và trong nước, song Mặt trận Tổ của Mặt trận đến từng địa bàn dân cư, tăng cường quan tâm, đoàn kết, sáng tạo, lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tạo sự đồng thuận, bền vững, phát triển mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Là chính sách rất quan trọng, công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, việc làm thiết thực. Do đó, cần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền mẽ trong cuộc xây dựng và phát triển địa phương, ô cốt tiêu biểu trên địa bàn xã và thôn, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội. Ban công tác mặt trận thôn thông qua bài tuyên truyền về ngày hội đại đoàn kết. Và để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn An, Bí thư trưởng thôn sẽ lên thông qua báo cáo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thôn dân cư năm 2023 của thôn Văn An. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin được trình bày báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao đô thị văn minh thôn Bà Hàng. Ban công tác mặt trận thôn Bà Hàng, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thôn Bà Hàng năm 2023. Một lớn tình hình chung, một nhỏ tình hình kinh tế. Năm 2023 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã Xuân Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Xuân Giang được phê chuẩn đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Giang, sự chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, sự cố gắng của ban ngành đoàn thể trong thôn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của xã và thôn, tập trung chỉ đạo hoàn thành các công việc được giao. Nhiều mặt công tác có chuyển biến tích cực, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, xã hội ổn định, đời sống của đa số các tầng lớp nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững. Hai, kết quả thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động. Một, giá trị cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trong kinh doanh dịch vụ. Đa dạng các mặt hàng dịch vụ vận tải, nhà hàng, thực phẩm thiết yếu. Ngoài ra trong thôn còn có các doanh nghiệp sản xuất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trong thôn ước đạt 80 triệu đồng trên người trên năm. Năm 2023, xã Xuân Giang phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao. Với đầu tư của nhà nước, sự đóng góp công sức và kinh tế của nhiều người dân, đến nay toàn
thôn nhà đã được gắn số, đường phố đã có tên, hệ thống cấp nước sạch, sinh hoạt đã đưa đến từng hộ gia đình. Việc đầu tư xây dựng trong nhân dân được quy hoạch đồng bộ, kết quả đó đã góp phần làm thay đổi cảnh quan đường phố ngày một khang trang sạch đẹp. Vận động các hộ gia đình đăng ký sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất. Ban công tác mặt trận thôn Bà Hàng đã vận động nhân dân giúp đỡ các hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời giao cho các đoàn thể trong thôn giúp đỡ hộ khó khăn với nhiều hình thức. Kết quả chấm điểm bình xét năm 2022 chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Đến nay sau khi chấm điểm, thôn Bà Hàng đã không còn hộ cận nghèo, hộ nghèo. Hai, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được các gia đình hưởng ứng tích cực, nhất là trong tang lễ. Các gia đình đã không tổ chức ăn uống linh đình kéo dài, không bày thuốc lá, không để người quá cố trong nhà quá 36 giờ, không còn các thủ tục lạc hậu. Năm 2023, toàn thôn có 2/3 ca quá cố được đi hỏa táng, đạt 67%. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và Tết Trung thu, thôn đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, tuyên dương trên 120 cháu học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ vào các trường đại học công lập với số tiền hàng chục triệu đồng. Duy trì và phát huy các câu lạc bộ thể thao như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, yoga, aerobic đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, và các câu lạc bộ đã đạt giải cao trong các kỳ thi đấu do xã và các thôn tổ chức. Các hoạt động văn hóa văn nghệ ở thôn được nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Các đội văn nghệ xung kích hoạt động rất sôi nổi và thường xuyên tổ chức giao lưu trong các dịp như hội làng, các ngày kỷ niệm trong năm, tham gia các cuộc thi ở xã và huyện đều được giải cao. Năm 2023, xã Xuân Giang đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao để hoàn thành các tiêu chí. Nhân dân thôn Bà Hàng đã ủng hộ đứng lắp đặt camera an ninh với số tiền hơn 10 triệu đồng. Vận động nhân dân trong thôn tích cực ủng hộ các loại quỹ như quỹ vì biển đảo Việt Nam, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc người cao tuổi. Năm 2023, do Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội người cao tuổi xã đã phát động, thôn luôn hoàn thành các tiêu chí, các chỉ tiêu vận động nhân dân ủng hộ quỹ khuyến học của thôn lên đến 80 triệu đồng nằm trên quỹ. Trong những tháng vừa qua, thôn có dịch sốt xuất huyết, có ca sốt xuất huyết. Các tổ tự quản an ninh trật tự như tổ tự quản vì an ninh trật tự vì bình yên cuộc sống và tổ tự quản an ninh trật tự của Hội Cựu chiến binh hoạt động tích cực và hiệu quả. Kết quả trong năm qua, thôn không có phát sinh đối tượng ma túy mới, tai nạn giao thông giảm, không có trọng án xảy ra. Trong năm 2023 và giải pháp thực hiện năm 2024 của thôn Bà Hàng, rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Giang, Ban chi ủy, chi bộ thôn Bà Hàng, và đề nghị toàn thể bà con nhân dân trong thôn tích cực tham gia thực hiện để đưa thôn Bà Hàng thực sự mạnh về kinh tế, vững về an ninh trật tự và xã hội, chung sức đưa xã Xuân Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, chúc toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Hội nghị của chúng ta đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn An, Bí thư trưởng thôn, đã thông qua cái báo cáo về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Và để tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ chuyển sang phần khen thưởng và tặng quà cho các cháu. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để không ngừng xây dựng nông thôn
để không ngừng xây dựng thôn nhà của chúng ta ngày càng ổn định và phát triển. Năm 2023 đã có nhiều tấm gương tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để ghi nhận và động viên những tinh thần đó của các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu đó. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang có quyết định khen thưởng cho các gia đình, cá nhân cụ thể như sau. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang đã có quyết định khen thưởng số 251 QĐUBND về việc khen thưởng cho các hộ gia đình có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn Ba Hà năm 2023. Vâng, thưa toàn thể hội nghị, thì trong năm 2023 thì thôn Ba Hà của chúng ta đã họp và cũng đã thống nhất đề xuất hộ gia đình văn hóa có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn Ba Hà năm 2023 là một gia đình, đó là gia đình nhà ông Nguyễn Văn Ái. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn Ái lên trên sân khấu để nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang, và cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang sẽ lên tặng giấy khen cho hộ gia đình tiêu biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, đại diện hộ gia đình nhà ông Ái đâu ạ? Đứng lên trên bục này ạ, thì có cái bục rất là đẹp rồi. Khen thưởng các hộ gia đình về đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Vâng, và Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang đã có quyết định 219 QĐUBND Xuân Giang ngày 10 tháng 11 năm 2023 quyết định khen thưởng về việc khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Thưa toàn thể hội nghị, thì về một ngày thì ban công tác mặt trận mở rộng cũng như thôn đã họp và chúng ta cũng đã bình xét được tổng số 3 hộ gia đình. Vâng, tôi sẽ đọc tên cụ thể của các gia đình như sau. Một là gia đình nhà ông Vũ Văn Phúc. Hai, gia đình nhà ông Nguyễn Quang Bá. Ba, gia đình nhà ông Nguyễn Anh Hải. Vâng, ba gia đình này đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Xin trân trọng kính mời đại diện của ba hộ gia đình chúng ta lên trên sân khấu để nhận giấy khen và quà của ban tổ chức. Cũng xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Quốc Nghĩa, Chủ tịch Mặt trận xã Xuân Giang, và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban công an xã Xuân Giang sẽ lên tặng quà cho các hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2023 của thôn Ba Hà. Xin chân thì ban công tác mặt trận của thôn cũng đã có những lời kêu gọi những tấm lòng hảo tâm quan tâm đến các cháu kém may mắn của thôn để ngày hôm nay thì các cháu được nhận những phần quà hết sức ý nghĩa.
thì thôn cũng đã kêu gọi được kinh phí và quà để tặng cho 4 cháu kém may mắn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Danh sách cụ thể là cháu thứ nhất là cháu Hùng của gia đình nhà bà Năm Mùi, cháu thứ hai là cháu Loan của nhà Trương Văn Loan của nhà ông Đỗ, và cháu thứ ba là cháu của con bố Vang ạ, và cháu thứ tư là cháu của nhà ông Nguyễn Văn Nam, cháu nhà ông Trình. Đề nghị đại diện của bốn gia đình, chúng ta có thể đưa các cháu trên phía sân khấu để nhận quà của ban công tác mặt trận cũng như thôn. Vâng, nếu lý do mà các cháu không đến được thì cũng xin trân trọng kính mời đại diện của các gia đình sẽ chúng ta sẽ lên trên phía sân khấu để nhận quà của các con. Và cũng xin trân trọng kính mời bà Đỗ Thị Phương Thúy, đảng ủy viên phụ trách khối, và ông Nguyễn Văn An, bí thư chi bộ, trưởng thôn sẽ lên tặng quà cho các cháu. Xin trân trọng kính mời. Cho ban tổ chức thì một lời không thể thiếu đó là một lời cảm ơn hết sức tình cảm của ban công tác mặt trận thôn tới trước hết là phòng giao dịch ngân hàng Xuân Giang cũng và gia đình nhà anh Hoài Hà chỗ nhà chị Bình Khánh đấy ạ, một tập thể và một cá nhân đã đồng hành với ban công tác mặt trận thôn Ba Hàng để các cháu có những cái phần quà hết sức ý nghĩa trong ngày hôm nay. Thay mặt cho ban công tác mặt trận xin được cảm ơn phòng giao dịch ngân hàng cũng như là gia đình nhà anh Hoài Hà luôn có một sức khỏe, và cũng xin tiếp tục đồng hành với ban công tác mặt trận thôn để những năm sau chúng tôi sẽ có nhiều những cái phần quà ý nghĩa hơn để tặng cho các cháu kém may mắn cũng như các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ạ. Và chỗ gia đình nhà anh Hoài Hà cũng phần quà 1 triệu đồng để chúng tôi đồng hành trong cái việc phát quà cho các cháu kém may mắn trong ngày hôm nay. Mỗi suất quà là trị giá 500 ngàn đồng, cũng xin thông báo tới tất cả các bác cũng như các đồng chí đã trong hội nghị của cụ thể như vậy. Vâng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể nhân dân, tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hôm nay của thôn Ba Hàng, vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo về dự chung vui và chúc mừng. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Quốc Nghĩa, chủ tịch mặt trận, thay mặt cho lãnh đạo và các vị đại biểu về dự ngày hội đại đoàn kết ngày hôm nay nên phát biểu chỉ đạo và chúc mừng ngày hội của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, trong ngày hội hôm nay, trong không khí phấn khởi của toàn đảng, toàn dân đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hôm nay tôi rất phấn khởi được về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thôn Ba Hàng. Trước hết, tôi xin được trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân của thôn về dự ngày hội đại đoàn kết hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và chúc ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong những năm qua, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi người dân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư, nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh, góp phần thiết thực xây dựng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
từ mỗi cộng đồng dân cư. Hàng năm, trong dịp này, các thôn đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Hôm nay, về với thôn Ba Hàng dự ngày hội, tôi thực sự phấn khởi và xúc động trước những đổi thay, sự phát triển, những kết quả đạt được của thôn trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tôi xin vui mừng báo cáo với toàn thể nhân dân trong thôn về một số thành tích của xã chúng ta trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể nhân dân trong xã. Các chỉ tiêu về chính trị, kinh tế, xã hội của xã đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất tăng cao hơn so với năm trước. Các chỉ tiêu về thu ngân sách trên địa bàn đều đạt so với chỉ tiêu được giao. Về chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, chăm lo, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 8 hộ xuống còn 1 hộ nghèo. Hộ cận nghèo của xã giảm còn 23 hộ, chiếm 0,8%. Thu nhập bình quân đầu người trên năm 2023 là 74,9 triệu đồng trên người trên năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ quốc phòng của địa phương được tăng cường, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Xã có những kết quả đó là nhờ sự tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, các cấp của xã, trong đó có nhân dân của thôn chúng ta. Nhìn lại một năm qua, cộng đồng dân cư của thôn chúng ta cũng đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết giúp nhau thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của các nội dung trong cuộc vận động như phát huy dân chủ thực hiện và phát huy nội lực xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển. Hộ nghèo của chúng ta giảm, hộ giàu của chúng ta tăng lên, đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp, các tệ nạn xã hội giảm, không có người vi phạm pháp luật, cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no hạnh phúc. Tôi xin được nhiệt liệt biểu dương những kết quả rất ấn tượng của thôn đã đạt được trong năm vừa qua như đồng chí trưởng thôn đã thông qua trong báo cáo. Của toàn thể nhân dân trong thôn Ba Hàng, tôi mong rằng ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm sau, thôn chúng ta có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa, cùng đồng tâm, hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ, đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển toàn diện. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin trân trọng, cảm ơn. Ngày hội, ông đã động viên ghi nhận kết quả mà thôn Ba Hàng đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, ông cũng đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, cần khắc phục và những nhiệm vụ trong năm tới của thôn chúng ta cần phải thực hiện. Thay mặt cho nhân dân thôn Ba Hàng, tôi xin tiếp thu và bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ của thôn để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm tới. Mong rằng ông sẽ tiếp tục quan tâm đến xã Xuân Giang nói chung và thôn Ba Hàng chúng tôi nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian tới. Kính chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Giang, các đồng chí, các vị, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân trong thôn đã đến dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc hôm nay. Cảm ơn đội văn nghệ xung kích của thôn đã phục vụ chương trình văn nghệ đặc sắc góp phần vào thành công của ngày hội. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn ngày càng vững chắc và phát triển. Xin trân trọng, cảm ơn. Xin trân trọng và kính mời các đồng chí. Dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Giang, kính thưa các ông bà, đại diện cho các cơ quan đóng trên địa bàn thôn Ba Hàng, kính thưa toàn thể các đồng chí trong ban chi ủy, các đồng chí là cán bộ trưởng toàn thôn, các đồng chí là trưởng các đoàn thể trong thôn, kính thưa toàn thể bà con nhân dân,
và thật là tình cảm. Và đúng là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Cho nên hôm nay thôn Ba Hàng chúng ta tổ chức cái buổi tiệc mà anh em thay mặt cho ban tổ chức rất là cảm động vì thấy bà con nhân dân hết sức là đồng tình ủng hộ. Và hiện nay thì quân số của chúng ta tương đối là đảm bảo so với cái mật độ dân cư của thôn Ba Hàng. Báo cáo với toàn thể các đồng chí là thôn Ba Hàng chúng ta có 210 gia đình và hôm nay chúng ta tham gia được hơn 100 hộ gia đình. Như vậy là cái thằng lần để toàn thể bà con dân chúng ta rót rượu ra chén. Xin phép hô là bà con ơi, 1, 2, 3 chúng ta hô đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, 2, 3 thành công, đại thành công.